Vâng, xin chào quý vị và các bạn, lại trở lại với Minh Audio Đông Hà Nội. Sản phẩm quý vị đang theo dõi đó là hai mẫu lọc của Giàn Đặng, mỗi con một vẻ và chất âm. Nó đã là lọc giàn của Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng, các bác yên tâm luôn về chất lượng âm thanh anh em nhé. Nó sẽ rẻ hơn những mẫu lọc kích cỡ dài 42, 43, 44, nhưng về chất âm nó còn nhỉnh hơn hoặc là không thua kém một chút nào. Nó làm bề ngang là ngắn so với lại lọc to, bởi vì nó sẽ hợp với kích thước của bộ giàn đạn. Nhưng bề sâu nó lại rất sâu, bởi vì nó làm như vậy để nó chứa các vỉ mạch, nó phát triển theo chiều sâu và chiều ngang nó sẽ phải thu hẹp lại. Mẫu lọc bên trên là một mẫu lọc rất nổi tiếng của bộ giàn đại Kenwood A85 có tên là GE850, bán giá 3 triệu đồng, đèn to. Còn mẫu lọc bên dưới là của bộ giàn đại Onkyo, có mã là PE77X. Mỗi con đẹp một vẻ. Nếu bác nào thích sự chỉnh dễ dàng thì là mẫu lọc dưới, nó dùng lọc điện tử. Còn phía trên là mẫu lọc mẫu lọc phía trên là mẫu lọc điện tử, còn phía dưới là mẫu lọc cần gạt. Mỗi con một vẻ anh em nhé. Và đều là những mẫu lọc tuyển chọn có hình thức đẹp, bắt mắt. Hình thức đẹp đến ngày hôm nay là còn ok, góc cạnh không hề sứt mẻ, anh em có thể cảm nhận điều đó. Còn xuất phát tí ti là chắc chắn phải có, vì nó là mẫu lọc hàng cũ, hàng bãi. Khi có lọc nhạc vào thì anh em nghe nhạc, chất lượng âm thanh nó sẽ khác biệt rất nhiều luôn. Nó sẽ làm hay hơn, bởi vì các giải âm bass, mid, chép nó sẽ rõ ràng. Các bác điều chỉnh được theo ý muốn của mình. Lọc này dùng làm gì? Dùng để nghe nhạc, dùng để xem phim, dùng để hát karaoke. Có nghĩa trong lĩnh vực âm thanh, anh em có thể dùng bất kể như thế nào cũng được. $2.8 triệu là con Onkyo, còn 3 triệu là con Kenwood GE80. Tôi sẽ quay mặt sau cho anh em xem. Con phía trên thì nó dùng đa cầu điện, điện cả 220 và 110, thì tôi đang để điện 220. Còn con phía dưới là dùng điện 100. Đó. Đây nó có cái cầu gạt đây, nhưng mà dán luôn vào để cho anh em tự gạt nó mua về. Đó. Kenwood có một đường vào và một đường ra. Sản xuất đều ở Nhật Bản anh em nhé. Con dưới là 77X, số series là 146, còn con trên là 318. Có hai con vừa về, lại đang giới thiệu các bác cùng xem. Hàng bãi zin và bảo hành về chất lượng cho anh em test 2 tuần. Khi một sản phẩm đã lên sóng tại cửa hàng Minh Audio Hà Nội thì các bác yên tâm về chất lượng, bởi vì cái chất lượng nó là tiêu chí hàng đầu cửa hàng tôi muốn nhắn đến. Sau đó là về giá cả. Tôi sẽ bấm chỉnh một vài hiệu ứng nhạc cho anh em xem. Mẫu lọc, riêng mẫu lọc trên có tận 15 kiểu nhạc. Đây, chế độ manual là chế độ người dùng. Chế độ V-Version 2 manual nó người dùng, nó có 5 kiểu nhạc cửa hàng đã lưu sẵn đây. Và bấm tiếp một cái nữa nó hiện V-Version 1, anh em lại có 5 kiểu nhạc. Có nghĩa là anh em dùng mê mệt, chán chê cũng không thể hết được cái kiểu nhạc của cái máy này. Đó. Mỗi kiểu nhạc thì nó sẽ ra chất lượng âm thanh khác nhau, bởi vì nó là khung nhạc chỉnh bass chép lên như thế này. Đó. Và anh em muốn có lọc hay không có lọc thì bấm vào nút effect này. Đó là không có lọc nha. Có lọc equalize on hiện lên. Và nút này, nút đèn nháy. Đó. Character. Cái nút display là cái nút mà nó hiện đèn nháy hoặc là khung nhạc ra. Thì anh em bấm vào đây sẽ biết là cái khung nhạc nó đang chạy là khung nhạc gì. Đó. Bấm một cái nữa nó sẽ nháy trở lại. Đó. Rất dễ sử dụng anh em nhé. Nó có nhiều chức năng khác nhưng mình sẽ không cần dùng đến đâu. Và giả sử khuôn nhạc như này, anh em muốn lên xuống sang trái sang phải thì bấm lên xuống này. Nó có cái số tương ứng với cái nút ở dưới, cái hàng chỉ dưới này anh em này. 160Hz thì đây nó có 160 này. Đó. Và anh em cũng chẳng cần nhìn cái dưới, thì anh em bấm vào đâu thì biết nó ở đấy và sẽ lên xuống ở đó. Và nó đang ở đây thì mình sang trái một cái nữa thì nó sang cái bên cạnh. Đó. Nghĩa là nó có nhiều kiểu để mình có thể điều chỉnh nó, rất dễ sử dụng. Đấy là đang mẫu lọc trên, tôi sẽ chuyển sang mẫu lọc dưới cho anh em tham khảo luôn.
chất lượng thì đỉnh luôn. Đã nói đến lọc giàn đại thì khỏi phải bàn về chất lượng âm thanh. Rút cái nhạc này cho xuống phía dưới. Quay rõ, quay kỹ và nói rất rõ trong video. Anh em nếu có nhu cầu xem thì mong muốn các bác là xem kỹ, bởi vì cửa hàng cũng rất cẩn thận, rõ ràng. Nên là các bác xem kỹ và nếu có nhu cầu thì đặt mua thôi. Đó, cái nút này là cần cả chỉnh cao thấp của đèn nháy, có lọc và không có lọc anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chỉnh dài âm lên này, để tại đây là đang để thấp nhất, nó cho từng vị. Các bác cần gạt thì các bác chỉnh đến đâu cảm nhận đến đấy ngay. Chép bát rõ luôn. Lời hát này. Đó. Không có lọc. Bỏ bát này. Đó. Bỏ bát này. Cần gạt thì anh em sẽ ăn ngay. Nếu còn các bác yên tâm là không phải hỏi tôi từ là cần gạt hay hơn điện tử hay là điện tử hay hơn cần gạt nhá. Nếu mà nó hoạt động bình thường, nó hoạt động ok thì nó hay như nhau. Nó chỉ khác nhau về cách chỉnh thôi. Có cái cần gạt thì dùng nó tiện. Nhưng mà điện tử thì nó lại hơn cần gạt là nó có rất nhiều kiểu nhạc. Còn điều cần gạt thì chỉ có một phát thôi. Lọc nó phải như vậy các bạn, chỉnh đến đâu mình cảm nhận đến đó thì gọi nó là hay. Nhiều bác thì cũng nói luôn, nói chia sẻ thật nhá, nhiều người không biết hay là thế nào. Thì tôi chia sẻ các bác hay là thế nào. Hay là khi anh em chỉnh, anh em nghe nó rõ, nó có tác dụng là gọi là hay. Thế thôi. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Và địa chỉ cửa hàng thì rõ trên tấm biển màu đỏ kia. Quý khách hàng có thể đến tận nơi mua hàng, hoặc là xa đặt cọc, tiền cửa hàng sẽ gửi đi anh em. Thông tin địa chỉ cửa hàng rõ ràng, giá cả rõ ràng, hàng chuẩn chỉ. Xin cảm ơn.